Onnet đồng hành cùng chương trình. Xin được kính chào quý vị, đây là tin nhanh 5 phút trên kênh thông tin Invest TV, cập nhật những thông tin mới nhất. Và hôm nay, ngày 9 tháng 6, tôi là Bích Diệp, mở đầu là phần tin trong nước. Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đã vừa họp và thống nhất với đề nghị Bộ Y tế phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech. Đại diện Cục trưởng Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, Cục cũng đang làm việc để Hội đồng tư vấn xem xét đề xuất phê duyệt đối với vaccine của các hãng khác như Moderna, Johnson & Johnson. Vingroup vừa đề xuất chính phủ cho phép thí điểm miễn thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ trong 5 tháng với ô tô điện. Việc miễn thuế tiêu thụ đặc biệt 15% này sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất có thêm nguồn lực tài chính để phát triển. Còn về phía người tiêu dùng, miễn lệ phí trước bạ 10-12%, tương đương giảm đến 80 triệu đồng, là một chi phí lăn bánh. Dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát khiến 1.400 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội bị ảnh hưởng, trong đó có 196 doanh nghiệp đã phải dừng hoạt động và hơn 43.000 công nhân lao động thiếu việc làm. Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, trong đợt bùng phát dịch lần này đã xuất hiện các ca bệnh F0 là chuyên gia nước ngoài, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn và các tỉnh thành phố lân cận. Song công tác rà soát nắm tình hình đoàn viên, người lao động, đặc biệt là đối với công nhân lao động trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội triển khai bài bản, khoa học, có sự phân cấp, sự phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nhờ đó đạt hiệu quả cao, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo và chỉ đạo điều hành thông suốt từ thành phố đến cơ sở. Bộ Giao thông Vận tải vừa gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi phương án hướng tuyến, quy mô hình thức đầu tư tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Trơn Thành được đơn vị tư vấn phối hợp với các bên liên quan hoàn thiện. Theo đó, thì tuyến đường này sẽ được nghiên cứu để kết nối từ Gò Dưa, Thành phố Thủ Đức đến Bình Phước ở quốc lộ 14, dài 69 km và khởi công giai đoạn 2021-2025. Công văn số 2096/BXD/QLN của Bộ Xây dựng vừa ban hành thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai. Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo kết quả tình hình thực hiện quy định về thông cáo nhà ở hình thành trong tương lai và điều kiện được bán cho thuê mua. Yêu cầu các nội dung trên phải gửi trước vào ngày 15 tháng 6. Trước những chỉ trích cho rằng cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus gây đại dịch COVID-19 không mang lại kết quả rõ ràng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Washington cần tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc COVID-19 và Trung Quốc phải có nghĩa vụ cho phép tiếp cận thông tin và minh bạch về vấn đề y tế toàn cầu. Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business ngày 7 tháng 6, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan điểm không ủng hộ Bitcoin và nhận định Bitcoin là một trò lừa đảo, cho rằng đồng đô la Mỹ sẽ trở thành loại tiền tệ của thế giới. Đơn vị điện toán đám mây của tập đoàn Alibaba Trung Quốc vừa cam kết hỗ trợ 1 tỷ đô la Mỹ cho các công ty khởi nghiệp, công nghệ tại châu Á. Đây là một trong những khoản chi lớn nhất kể từ sau khi gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đưa ra cam kết tăng cường chi tiêu vào hồi tháng trước. Alibaba cho biết thêm, 1 tỷ đô la Mỹ sẽ là khoản tài trợ ban đầu cho dự án Asia Forward nhằm mục đích hỗ trợ 100.000 nhà phát triển và công ty khởi nghiệp công nghệ trong vòng 3 năm tới. Công ty đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân tài 1 triệu người bằng cách cung cấp các khóa đào tạo cho các nhà phát triển, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp với các quỹ đầu tư mạo hiểm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienkova vào chiều ngày 8 tháng 6. Trao đổi trong cuộc điện đàm, lãnh đạo hai nước cho biết đang tích cực đàm phán về việc nguồn cung ứng vaccine phòng COVID-19. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cũng cho hay, Nga đang xem xét việc vận chuyển giao công nghệ để sản xuất vaccine Sputnik V trên lãnh thổ Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin nhanh 5 phút ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, cũng như cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần Onnet. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin nổi bật về kinh tế, tài chính và bất động sản có trong ngày.
Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, vui lòng liên hệ theo số hotline 08-2346-5555 hoặc địa chỉ mail banbietap@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.